Cô Mận. Dạ. Cô đâu biết chuyện hôn ước năm xưa cùng với anh chứ? Tại sao lại không bắt chước người xưa, khuyên nhủ cha mình giữ đúng lời hứa? Oan ức cho tiểu nữ quá. Dạ phải. Tiểu nữ có nỗi khổ tâm không biết tỏ cùng ai, chứ không bất nghĩa như ngài nói đâu. Người ta thường nói áo mặc sao qua gỏi đầu. Tiểu nữ là phận làm con, cha mẹ đặt đâu thì con dạ, ngồi đó. Dạ đúng. Làm sao mà đúng tiểu rồi, nữ dám rồi cãi lời ạ? À? Lòng tiểu nữ lúc nào cũng xem anh chất là ý trung nhân, nhưng cha già khăng khăng nhất quyết từ hôn vì không muốn gả con cho kẻ bất tài vô dụng. Những giọt nước mắt kia phải chăng là những giọt nước mắt cá sấu con... đang thương xót cho con mồi mà nó đang định ăn tươi nuốt sống? Cô nói như thế mình đang lâm vào thế đường cùng vậy, chứ không phải là cô lóa mắt vì xính lễ của nhà bá hộ, hay là cô choáng ngợp trước gia thế nhà bên đó nên đã nhắm mắt mà gạt bỏ tình xưa. Cô có hiểu được tâm trạng của kẻ mang thân phận nghèo hèn đã bị người thương quay lưng phản bội, chạy theo kẻ giàu sang? Điều đó đau đớn khổ sở như thế nào cô có biết không? Dạ. Tại sao các người chỉ nghĩ tới bản thân của mình mà không cho nghĩ cho người khác chứ? Con. Tại sao lúc anh ta cần cô nhất thì cô lại bỏ đi? Có phải là cô đã tàn nhẫn lạnh lùng lắm hay không?